Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hiện nay môn học tiếng Anh rất phổ biến và thông dụng. Không chỉ học tại trường, các bạn nhỏ chúng mình còn được tham gia những buổi ngoại khóa, các câu lạc bộ giúp nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Điều này rất cần thiết để mỗi bạn có nền tảng vững chắc, hội nhập với môi trường giáo dục quốc tế sau này. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Đây là môn học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp ngoại ngữ thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Chương trình lấy năng lực giao tiếp làm mục tiêu, kiến thức ngôn ngữ làm phương tiện để hình thành các kỹ năng giao tiếp. Sau khi học xong cấp tiểu học, học sinh có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, ưu tiên 2 kỹ năng nghe và nói. Ngoài ra, học sinh có kiến thức cơ bản và tối thiểu về tiếng Anh, bao gồm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Thông qua tiếng Anh, có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hóa các quốc gia nói tiếng Anh và của các quốc gia khác trên toàn thế giới. Đồng thời, hình thành cách học tiếng Anh hiệu quả, tạo cơ sở cho việc học các ngoại ngữ khác trong tương lai. Thực tế, việc dạy tiếng Anh tại nhiều trường học trên cả nước cho thấy tiếng Anh ngày càng chiếm vị trí quan trọng. Và các trường học cũng đang có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng việc dạy và học. Giáo viên tiếng Anh tại nhiều trường tiểu học hiện nay rất chủ động và biết vận dụng, kết hợp nhiều phương pháp, hình thức tổ chức trong giảng dạy để bảo đảm học sinh nắm vững kiến thức qua từng bài học. Trong các tiết học, giáo viên cho các bạn thảo luận theo cặp, nhóm, thường từ 4 đến 6 học sinh. Qua đó, giúp các bạn phát huy sở trường của mình. Những học sinh nhút nhát dần tự tin hơn trong giao tiếp. Với hình thức này, giáo viên là người quan sát, động viên học sinh hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đánh giá, bổ sung và cung cấp kiến thức khi học sinh chưa nắm vững. Ngoài phương pháp thảo luận theo nhóm, phương pháp lấy học sinh làm trung tâm cũng được các giáo viên áp dụng, giúp cho người học tự khám phá tri thức, tích cực và tự giác trong học tập, phát huy tốt nhất điểm mạnh cũng như khả năng sáng tạo của bản thân. Thì đối với lại tiết học nói, thì giáo viên là phải có ý tưởng sáng tạo. Bên cạnh đó là chúng ta phải thực ra phải đa dạng hóa hình thức tổ chức trong tiết dạy nói để cho các em không cảm thấy nhàm chán. Tổ chức chẳng hạn như đối với bản thân tôi thì tôi tổ chức những cái hoạt động trong tiết dạy nói như là tổ chức cho các em hoạt động nhóm, theo cặp, đóng vai hoặc là thuyết trình. Và đặc biệt là một cái hoạt động mà cảm thấy mà hiệu quả nhất đó là tổ chức lồng ghép trò chơi học tập vào trong các tiết nói để cho tất cả mọi đối tượng các em là đều tham gia và các em tham gia một cách là nhiệt tình, sôi nổi, tự tin, mạnh dạn. Tiết học nói giống như là một bước đệm để cho các em có kỹ năng mà tiếp tục học những kỹ năng nghe, rồi đọc hiểu, rồi viết. Vì vậy mà trong tiết học nói thì giáo viên là phải làm như thế nào để học sinh hiểu được cái nội dung chủ đề, rồi cho các em luyện tập, có kiểm soát, sử dụng những cái ngữ liệu mà giáo viên đã cung cấp. Và sau đó là cho các em nói theo một cách là tự do. Và trong khi các em nói tự do là giáo viên sẽ không hạn chế để cho các em nói thoải mái, phát huy hết khả năng sáng tạo và ý tưởng của các em. Rồi giáo viên chỉ có nhiệm vụ là quan sát hoặc hỗ trợ giúp cho các em khi các em gặp những khó khăn về vấn đề từ hoặc là mẫu câu mà mở rộng. Để các bạn có thêm nhiều cơ hội thực hành tiếng Anh, các tiết học nói được cô giáo tổ chức các hoạt động vừa vui chơi vừa giao tiếp, học thông qua các trò chơi. Giờ học tiếng Anh thường rất sinh động và bổ ích, tạo hứng khởi cho học sinh. Nội dung kiến thức phù hợp với học sinh, xoay quanh các chủ đề quen thuộc, giúp các bạn nhỏ dễ dàng làm quen, nắm bắt kiến thức và mạnh dạn vận dụng trong các tiết thực hành giao lưu cùng bạn bè. Đây là cơ hội để các bạn thỏa sức vui chơi và nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các bạn ở lứa tuổi tiểu học rất thích chơi các trò chơi bằng tiếng Anh, thích được hoạt động bằng tiếng Anh và thích nói tiếng Anh. Trong các phần thi do câu lạc bộ tổ chức, các bạn hăng hái phát biểu trả lời những câu hỏi bằng tiếng Anh do cô giáo đưa ra dưới nhiều hình thức sinh động. Các hoạt động học mà chơi, chơi mà học này đã tạo sự hứng thú cho các bạn học sinh khi tiếp cận với môn học tiếng Anh. Đối với việc học ngoại ngữ, muốn nhanh thành thạo thì phải thực hành. Phương pháp dạy tiếng Anh này đã được nhiều nhà khoa học chứng minh. Một trong những cách để rèn luyện khả năng nói là tham gia vào những buổi diễn kịch của trường lớp. Đứng trước mặt cả lớp, nói những lời thoại cũng là cách thức tuyệt vời đánh tan nỗi sợ đông người. Qua việc khóa thân thành các nhân vật để học thì con cảm thấy rất thích thú vì được khóa thân thành những nhân vật mà con muốn. Có thể cảm nhận được cảm giác khi ở vị trí của các nhân vật ấy, mọi người
có thể chú ý tới con, lắng nghe con và sẽ xem con diễn xuất như thế nào. Và không những là làm cô giáo mà con còn làm còn rất nhiều động vật. Và quan trọng hơn là học bằng cách này có thể giúp con có thể tự tin, mạnh dạn giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Tiếp tiếng Anh thì rất là vui bởi vì là cô cho tụi con cho những trò chơi để rèn kỹ năng đọc, nói, viết, nghe, vân vân. Trong buổi tiết học tiếng Anh này con rất thích vì con được đóng một vai trong vở kịch và con rất thích học tiếng Anh vì học tiếng Anh có thể giúp ích khi chúng ta đi du lịch thì chúng ta có thể giao tiếp với người nước ngoài. Đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học nói chung và các bạn lớp 5 nói riêng đều không thích phải ngồi một chỗ để học tập. Vì vậy, một tiết học tiếng Anh trong chương trình tiếng Anh lớp 5 thường có 45 phút. Cô giáo có thể hướng dẫn các bạn tham gia những trò chơi tiếng Anh thú vị. Điều này vừa giúp không khí lớp học hào hứng hơn mà vẫn giúp ôn tập lại được các kiến thức cần học tập. Trong môi trường thoải mái như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Chính vì vậy, việc tiếp nhận kiến thức cũng tốt hơn và nhanh hơn. Cùng với đó, giáo viên đặt ra cho các em những câu hỏi mang tính gợi mở, từ đó thu hút các em vào những hoạt động nhóm, hoạt động tập thể để các em có cơ hội phát triển quá trình nhận thức lý tính của mình một cách toàn diện. Có được một phương pháp dạy học tiếng Anh phù hợp với cấp học tiểu học không chỉ giúp học sinh đạt được kết quả học tập cao hơn mà còn nâng cao hứng thú học tập với bộ môn tiếng Anh. Trong năm này thì nhận thấy là cái khả năng nói tiếng Anh của các em nó phát triển hơn nhiều so với những năm trước. Thứ nhất là các em phát âm cũng rất là tốt, các em nói to, và đặc biệt là các em, đối với những em mà lớp 1 á, mà các em cũng đã sử dụng được những cái mẫu câu rồi. Còn những em mà khối 4 năm là hiện tại là các em đã nói theo những cái chủ đề, rồi các em thuyết trình được, là cái khả năng của các em phải nói là được đánh giá rất là cao. Hiện nay, giáo viên của các trường tiểu học đều đạt chuẩn và thường xuyên được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo quy định. Chính vì vậy, giáo viên tiếng Anh của các trường hoàn toàn đủ năng lực, chuyên môn để đáp ứng cho nhu cầu dạy và học môn tiếng Anh trong nhà trường. Học ngoại ngữ là một bước tiến để vượt qua những rào cản về văn hóa cũng như phong tục tập quán của các nước trên thế giới. Chính vì thế, vai trò dạy tiếng Anh của giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng rất quan trọng. Nhiều nhà trường đã áp dụng phương pháp học trải nghiệm vào giảng dạy môn tiếng Anh. Nhờ đó, vốn từ của học sinh được tăng lên đáng kể, học sinh được làm chủ các tình huống và học cả 4 kỹ năng thật thú vị, không gò ép. Giáo viên là người hỗ trợ học sinh, còn học sinh được làm chủ tiết học. Để tạo nên sự hứng thú và say mê trong học tập cho các em thì mấy cô phải làm chuẩn bị những cái dụng cụ học tập. Ví dụ để cái quả banh để through the ball, khi mà mình dạo vocabulary từ vựng mới cho các em thì sau khi học từ vựng xong thì mình phải check lại. Mình cho các em chơi trò chơi, ví dụ như trò chơi sweeper thì thầm, hoặc là through the ball, là select the ball, để các em gây hứng thú và gây cho em các em sự nhớ lâu hơn trong sau mỗi tiết học. Thường thì ở học sinh tiểu học thì các em thích chơi hơn, vừa chơi vừa học hơn là viết bài. Viết đối với các em rất là miễn cưỡng, nhưng mà mình cũng không có quen cái vai trò mà viết để mà các em nhớ mặt chữ. Cho nên là mỗi khi sau tiết học và speaking là listening rồi thì các em mới đến cái phần writing, là để viết lại, ôn lại để tiết sau để mình review lại cho các em nhớ được lâu hơn. So với hai cái kỹ năng mà nói với viết thì các em thích cái kỹ năng nghe và nói hơn. Chính vì các tiết học tiếng Anh được các cô giáo đầu tư cho bài giảng chu đáo nên nhiều bạn rất phấn khích trong giờ học. Các bạn giơ tay phát biểu sôi nổi, hầu như bạn nào cũng thích được phát biểu bài, thể hiện kiến thức mình được học trước cô giáo và các bạn. Giờ học nói môn tiếng Anh sôi động như một buổi ngoại khóa thú vị. Cho con học thêm tiếng Anh, học viết, học đọc, học khóa, học đọc, cho trò chơi. Sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu các trường tiểu học rất thường xuyên và kịp thời.
không chỉ tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích cho các bạn trau dồi, nâng cao kỹ năng học tiếng Anh. Nhà trường còn đầu tư vào trang thiết bị, cơ sở vật chất, phục vụ cho việc dạy và học môn ngoại ngữ phổ biến này. Có phòng học tiếng Anh riêng, được trang trí rất đẹp và được trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học như máy tính, đầu chiếu, loa, đài, tranh ảnh, để các bạn thấy tiếng Anh thật gần gũi và dễ dàng biết bao. Tất cả đều hướng tới một môi trường học tập bằng tiếng Anh để giúp các bạn nhận thức được việc nói và sử dụng tiếng Anh là rất cần thiết. Và quan trọng hơn, đó là phương pháp giảng dạy của giáo viên đã được cải thiện, không còn cách dạy đọc chép nữa, mà thay vào đó là dạy học sinh theo kiểu học mà chơi, chơi mà học. Vì thế, nên các bạn rất hứng thú và thích học môn tiếng Anh. Hiện nay, bên cạnh việc học tiếng Anh trong trường học, các bạn nhỏ còn mạnh dạn đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như các lớp tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ, các câu lạc bộ tiếng Anh ở trường, các buổi ngoại khóa chuyên đề tiếng Anh. Bản thân tôi là luôn luôn là linh hoạt và thay đổi hình thức dạy học cho nó phù hợp với lại mọi đối tượng. Trong lớp là đối với những em mà khá giỏi thì chúng ta sẽ phát huy hơn nữa. Còn đối với những em mà còn hạn chế về kỹ năng về tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ lựa chọn những hình thức nào mà để cho tất cả các em trong một lớp học đều tham gia đồng đều nhau. Thực ra là một tiết dạy nói mà để mà thành công á, thì đòi hỏi là phải có những yếu tố. Thứ nhất là phải cho học sinh nói nhiều, và giáo viên phải sử dụng những cái câu mệnh lệnh cơ bản bằng tiếng Anh, không nên sử dụng tiếng Việt. Học sinh là nghe đi nghe lại, lặp lại nhiều lần, các em sẽ thành một cái thói quen, cho nên các em sẽ dễ nhớ. Bên cạnh đó là cái tiết học đó phải làm răng mà thu hút, phải sinh động, phải có trang bị là về cơ sở vật chất, là nói chung là đồ dùng học tập hay là tranh ảnh phim. Và đặc biệt nữa là chúng ta phải thay đổi cái không gian học tập, phải thay đổi để cho các em không cảm thấy nhàm chán khi các em cứ nói miết trong một cái môi trường trong lớp học. Chúng ta có thể là đối với tiết học nói mà liên hệ với thực tế thì chúng ta có thể cho các em ra ngoài trời này để nói. Có như vậy thì các em sẽ có cái tinh thần, các em cảm thấy thoải mái hơn và gần gũi hơn. Đặc biệt giáo viên cũng phải gần gũi với học sinh nữa để giúp cho các em là nói tốt. Thông qua các giáo trình có họa tiết đẹp, các bộ phim hoạt hình, các trò chơi, các clip hình ảnh sinh động, chơi trò chơi và tập hát theo phim, theo đĩa, theo ca sĩ, theo các bài hát tiếng Anh. Giáo viên từng bước khơi gợi cho các em có hứng thú với các dòng chữ, âm thanh khác với tiếng Việt. Có như vậy, khả năng ngôn ngữ của các em mới phát triển được.